một phóng viên biên tập viên truyền hình thì với tôi việc sử dụng thành thạo một loại ngoại ngữ là một điều rất là quan trọng, đặc biệt là tiếng Anh. Và nhiều năm nay thì tôi rất là trăn trở trong việc tìm cho mình một trung tâm ngoại ngữ phù hợp, và ở AMES thì tôi đã tìm được điều ấy khi mà thời gian học thì rất là linh động ở các tiết học. Đặc biệt hơn cả đó là sự hướng dẫn chuyên nghiệp và nhiệt tình của các giáo viên người Việt Nam cũng như là các giáo viên người nước ngoài đã cho tôi thêm được rất là nhiều tự tin và một kiến thức quý trong việc là rèn luyện tiếng Anh. Sau gần một tháng học thì khả năng nghe của tôi đã cảm thấy là tiến bộ lên rất là nhiều, đồng thời là cái việc phát âm thì cũng tự tin hơn. Và tôi hy vọng là trong thời gian tới thì AMES sẽ luôn đồng hành với tôi để thực hiện ước mơ là